trong kinh phụng thờ chân kinh quan chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng vu trống đồng ông bảy có phép thần thơ. Thank you.
phen ta theo đúc nghi bồ đề bầu bầu ly đi bầu một ngày đã là đệ tử y cũng là duyên là duyên nỗi nhiều tờ đi sáng ô sáng ô liêu phà duyên là duyên duyên đã xanh 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 tòa đá y dìu phù dê tuy lên là lên cây đức đức y bắc cầu tâm là từ tâm lâm điều không ai thấy đêm đêm sắc buồn
bị hầu ông. Tin cô nàng mười thắt ni dài lưng hồng hồng, canh khuya nửa đêm vào giờ tí, cô sắc đèn lồng lồng cô bước đi ra. Cô vào già chiều chia bằng ấm mơ chuyên bình ngọc đôi tay ngả ký răng nga. Cô 12 là cô bé Tân An, thế nào đủ 12 nàng tô nữ phò giá đôi bên ông bày hoa. Mưa cũng đang công nghệ
mi ăn xin hồn thơ mang mắt hoàng không ra như lửng lửng tuyết tuyết phù mây tan mà chỉ bay bồng bồng tầm thân phàm không nghĩ tới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.